Xin chào mọi người, hôm nay Long và anh Ross sẽ ăn gỏi đu đủ mọi người ơi. Nhưng mà Long mua nhầm trái đu đủ ruột đỏ mất tiêu rồi. Cho nên tí nữa Long trộn qua cho người xem nhé, anh Ross phía sau kìa. Hi husband. Hi. Hi. Không thể thấy anh Ross bây giờ mà Long giới thiệu cho mọi người cái món này nè. Cái món Long đang nấu nè mọi người, đây. Đây là món thịt bò nướng của Long đây. Mà sao nó xung quanh nó cháy lên phun mất tiêu rồi. Lâu rồi không có dùng cái bếp này, bên này mới lấy ra dùng này. Đấy, Long đang nướng thịt bò. Long, nó có cái đồ điều chỉnh nhiệt độ này mọi người thấy không? Đây, 250, 300, Long chơi 300 luôn. Mấy bữa Long nướng nó ngon lắm, nên nó cháy cái. Chứ là do Long ướp nhiều đường quá rồi. Đấy. Nó như vậy đó mọi người. Hấp dẫn không? Nướng xong cái thịt bò này xong rồi mới đem ra bàn, xong rồi mới trộn salad mọi người. Mới trộn gỏi đu đủ. Thịt bò đã nướng xong rồi mọi người. Mọi người thấy không? Đây. Thịt bò đây, thịt bò nướng với lại cơm. Bò nướng đây của mình, còn kia là của anh Ró. Đấy, hai đĩa. Còn cái này là chuẩn bị làm món gỏi đu đủ nè mọi người. Đây là đu đủ này, mình mua trúng ra đu đủ ruột đỏ. Nó chưa có chín, nó cứng nhưng mà cái ruột nó đỏ. Thôi lửa rồi làm ăn luôn. Còn cái này là đậu que với cà chua mình giả ra này. Cái này là đậu phộng Đà Lạt đấy mọi người. Còn cái này là tôm, tôm lục, lá hành, đấy là hành tây với lại cà chua. Hành tây thì mình rửa ra nước muối, qua nước muối rồi hết rồi, ngâm qua nước muối hết rồi. Thì cái nước mắm, à còn thiếu là cái nước mắm nữa. Mình lấy cái chén nước mắm mình để giả ra nữa. Anh rót bữa nay giữ camera cho mình trộn salad nha mọi người. Cái này là Hi husband. Hi, hi. Để mình lấy cái đôi đũa đó. And he's gone. I forgot something, you know. So hungry, husband, so hungry. Why you stay there and hold the camera? But you told me I had to stay here and hold the camera. Đây mọi người, thì mình nước mắm mình đã giả hết luôn rồi. Mình trộn là mình ăn luôn ấy, chứ mình không có. Oh, look, there's husband again. Hi, husband. Hi, hi. Mình bỏ đồ vào này, thấy chưa? Đấy. Đấy. Xong bây giờ mình sẽ bỏ cái này vào. Cái này là cà chua với lại đậu que mình giả. Think Libby wants some salad too. Oh. Salad today different color, you see? It's supposed to be white color, no? Yeah, why is it orange? I don't know. Oh. Cái quả đu đủ nó màu đỏ. Oh my god, we can't eat it. Oh my god. Yeah, it's good. Mm-hmm. Mình không có nặng chanh, tại vì mình không có quên mua chanh rồi, cho nên mình sẽ bỏ giấm. Chanh mình chỉ có một ít thì mình nặng vô trong cái nước pha rồi. Cái nước mình pha rồi. What is that you're putting in there, husband? Vinegar. Oh boy. Oh. I spot to do from the bowl, you know. Yeah, I'm gonna go down there once you start mixing. Uh-huh. Bây giờ mình sẽ bỏ nước mắm tỏi, ớt và chanh ở trong này, đường ở trong này. Mình sẽ bỏ ở đây, mình trộn lên nhé. Do not criticize the cameraman. Mm-hmm. Oh, what happened? Oh, Natalie has her bowl. Oh. See on the camera too? People are gonna love that, you know. Can you put close here for people see? And Robin để camera gần cho mọi người thấy cái tôm salad mình trộn này. Đấy, bây giờ mình bỏ tôm vào nhá. Đấy. Oh. Oh. Okay, can we eat now? 1 minute. Bây giờ mình sẽ bỏ đậu phộng vào này. Đấy. That's the part I don't like. Mm-hmm. You like kernel? No, it's fine. Anh Rob anh nói đùa, anh kêu anh không thích. Tại vì nếu mà anh không thích thì mình không có trộn. Oh. Mm. Oh. Oh. Let me just taste it good or not. Well, if it's not, we're gonna eat anyway. Mm. Mình phải bỏ thêm một ít mắm tỏi vào nữa. Ok rồi đó. No, not yet. Oh my god. Rồi đây là món I'm not happy, I'm getting tired. Oh my god. Đây là món salad nha mọi người. Đấy. Thank you, husband. Uh-huh. Anh Rob nè mọi người. Hello, xin chào. Xin chào mọi người, anh Rob mới yeah. Giữ camera that's xong ấy. Đấy. Uh-huh. Salad.
You need more or no? Yes, a little bit more. We don't really? Cheer yet. Lần đầu tiên trộn salad ruột đỏ mọi người. You know the first time I made this salad with the orange color. Yeah, nó I'm ruột not cam used chứ không phải đỏ. I'm not used to that. Yeah. Not orange color. This is your favorite salad, right? Yes, it is. I think it's your favorite salad, not mine. Anh Rob, anh rất là thích ăn cái gỏi đu đủ này nè. Lúc trước mà ở Cleveland á, mình hay làm lắm. Nhưng mà qua đây cái cheers, mình lười. Chi bầm. Nobody can see all the salad, you see. Đây mọi người, đây. They can see. That. So good. Are we supposed to eat on here or? You can eat on there, you know. Cái salad này mình làm nó vừa có vị chua cay và vị mặn và vị ngọt luôn, bốn vị nhé. Mình không có đâm, mình không phải thi thi cho nên mình không đâm. Should I just tip and scoop like this? Yeah. Or you can use spoon. No, no, no. I don't need. It's very good. Is it? We'll see. Tại vì lần này cái trái đu đủ nó khác mè cho nên mình bỏ thêm rêu này. Bỏ rêu vào ăn rất là ngon. Really good. Oh, it's cream. I'm not used to orange color, but I think you say good. Yeah, I know. Oh, it's a little spicy. Huh? Yeah. But I thought you like spicy. I do. Yep. Anh Rob bảo cay, nhưng mà thường thường thì anh Rob rất thích ăn cay mà. It's good, you know. Do you remember last time we had this? Oh my gosh, a long time ago. Oh. With but I mean with dry shrimp, not with this. Yeah, but I don't think you've made since we moved here. No. Sau khi mà chuyển qua bên này là mình chưa vừa làm lại cái món salad này lần nào, nhưng mà lúc trước ấy, mình làm toàn là mình làm với tôm khô không mày. Hôm nay mình làm với tôm luộc. You used to make all the time in Cleveland. Yeah. Ở nhà ở Cleveland mọi người, mình với anh Rob có một cái nhà hàng Thái. Cái nhà hàng đó mình với anh Rob rất là thích luôn. Hôm nào mình đi ăn ở đó mới có ngồi lên xe là đang nghĩ tới cái món salad nghĩ tới món salad này rồi là chảy nước miếng luôn. I said everybody we have a favorite Thai restaurant in Cleveland. And when we go there, we start go there, we think oh, about yeah. this on the way. Yeah. Yep. Good. Mọi người thấy cái mặt của anh Rob không? Why you hit me? Not happy about that. Cái mặt của anh Rob thôi mọi người. Leave it. Can you tell why you have like this? Somebody buy you? Leave it by you? No. Oh. Shaving. No. No, I was gonna say Cleveland has a very good food scene. Lots of nice restaurants. Okay. Yep. Cái mẹ của anh Rob ảnh cạo râu bị đứt á mọi người. Anh ơi không thích nói về điều đó. That's because I'm delicate. My skin is like a baby's skin. So nice. Not really. I'm sick, you know. You're supposed to say, oh yes, hold on. Okay. I don't know about that. I don't see many good restaurants around here. I don't see Mọi người biết không, nhà hàng ở cái xung quanh này có nhà hàng ngon nhưng mà không có thấy cái nhà hàng nào mà nó ngon như nhà hàng ở Cleveland á. I have like one favorite restaurant. Yeah, but the food, I mean, just okay, not good like
it's a little villain. Mm-mm, the top of the food is good. But I mean, in Cleveland, we have many veterans, you know. Yeah. But they're also expensive. Here is mm-hmm. not expensive. Oh my yep. gosh. Not expensive at all. Oh my mm-hmm. gosh. Oh my god, I'm not guys. Husband, don't eat all. You can have tomorrow. No. Cái salad này mình không có để đến ngày mai. We cannot keep until tomorrow. No. Yeah. Mình có thể ăn. When you make papaya salad last time, I had it the next day for sure. That's you, not me. Uh-huh. Anh Rob, anh salad anh luôn để hôm sau anh ăn. Lúc trước á, mình không để. Uh-huh. I always had next day. It's good the next day. You just have to take out a lot of the. You can eat next day, but you have to take out a lot of the liquid. Mm-hmm. When you just take out the liquid, that's fine. You're crazy. Mình mà để sang ngày hôm sau là nó nó chảy hết nước ra, nó chảy ra nước ấy, ăn không có ngon. If you think it's spicy, imagine how I am. Oh my god. That's why you have rice, husband. It cuts the spice. Salad đu đủ á, mình bỏ hành tây với lại đậu que với lại cà chua vào ăn rất là ngon mọi người. Ngon lắm. Mình có bỏ hành lá nữa. Wine is always good. Cái hành lá này mà mình ăn sống rất là ngon. Mình có thể ăn sống, mình có thể trộn salad hay là mình chỉ ăn thì thôi. Lúc trước thì mình nghĩ là ăn thấy nó kỳ kỳ. Sau đó mình thấy mấy đứa Ukraine tụi nó ăn thấy ngon, mình ăn mình cũng thấy rất là ngon. Pardon me. It will be good with cracker, you know. That is spicy. Oh my gosh. Holy cow. Yeah, but it's supposed to be spicy when we eat at restaurant also. Yeah, I know. And rock bản rất là cay. Oh, husband. Now no more talking? No. Oh. Cay quá mọi người, nói hết nổi luôn rồi. That sounds like he's not happy with me. Yep, not happy with you. You don't need haircut yet. No. 2 more months. 2 more months? You're gonna have long hair here? Mm-hmm. Oh, I would like to see that. Okay. Mình bảo anh Rob là 2 tháng nữa mình mới cắt tóc, anh bảo để nó dài thế này, anh muốn xem. Yeah, it will be look beautiful, you know. I know, Husband has nice hair. That's true. Nói đùa thôi nhưng mà người không ai mà để tóc dài như vậy đâu, khó chịu lắm. You have beautiful hair, Husband. Me, not so much. Oh, I shouldn't have beautiful hair. That's true. I agree. Crazy husband. Mình bỏ có một trái ớt mà nó cay quá mọi người ơi. Hết rồi. Can you tell me why American people like Asian boy? Mình hỏi anh Rob tại sao người Mỹ là thích con trai châu Á. Why? I don't know. You don't know? You are American, but you don't know. I don't know. Not all Americans like Asian boys. Most of them. I think Asian boys like American boys too. No, not. Anh bảo là anh nghĩ là người. Not my husband. He likes boys from Eastern Europe. It's true. Ukraine, Russia, Czechoslovakia. It's okay. Nobody. Croatia.
Nobody understand, you know. Translate? No. Yeah, they understand. Mm-hmm. Anh Rob bảo, mọi người biết không, anh Rob bảo là con trai châu Á cũng thích người Mỹ. Chứ đâu phải chỉ người Mỹ thích con trai châu Á đâu. Anh bảo mình là thích, không có thích người Mỹ, thích người châu Âu hơn. Did you translate? No. Yeah, I did. Mm-hmm. It's true. I just was lucky. Mm-hmm. Why are you lucky? Because I'm not Eastern European. Mm-hmm. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Mm. Not sure about that, too. Okay. You asked me why Americans like Asian boys. Yeah. I don't know. I asked you why Americans... Not everybody. I asked you why American men like Asian boys. But you don't answer yet, and you tell everybody I like Europe boy, you know. Uh-huh. So why? I don't know. Not everybody does. Most of people. Most. Mm. Yeah. Can you answer? I don't know. I honestly don't know. But I don't think that's true. I think many people have a type of person they like, mm-hmm. boy or girl. I've never been like that. Black, Asian, Eastern European, South American. Doesn't matter to me, but I have one friend, he's white American, only dates black men. Okay. Only, ever. Okay. I don't understand. Me either. Mm-hmm. Anh Rob bảo là điều tùy vào mỗi người thì họ có một cái sở thích khác nhau. Có người là thích da đen, có người thích châu Á, có người thích da trắng. Anh có một người bạn da trắng nhưng mà kết hôn với là một người da đen đó mọi người. Là họ là một đôi rất là đẹp. Đó. Thì mỗi người có mỗi sự lựa chọn khác nhau đúng không? Đúng rồi. Mình chọc anh Rob nè. No, but I can answer for you. Oh yeah, why? I know why. Why is that? Because American boy, they're so cute, they're so sexy. okay. Yeah, everybody. You mean American boy or Asian boys? Oh, sorry, Asian boy. Asian boy, they're so cute. No, they're so sexy, you know. Not all of them. Most of them, everybody. Mm-hmm. If they're not sexy outside, they're sexy inside, you know. Oh boy. Yeah, everybody agree with me. Mình nói đùa anh Rob là con trai châu Á là sexy, cute, mọi người. It's true. Oh yeah? Uh-huh. Oh, see, my friend watch our video. Mm-hmm. And we say yes, because they're also cute and very sexy, you know. Uh-huh. Not only Asian boy, Asian girl also. Oh yeah, Asian women are beautiful. Mm-hmm. Very attractive. Mm-hmm. And that's true for almost all Korean, Vietnam, Japan, China, mm-hmm. Philippine, Taiwan, where men, not so much. I'm just saying, the women, all mm-hmm. women. Men, not so much. Men look nice, like, see? Anh Rob bảo là tất cả phụ nữ châu Á là nhìn rất là đẹp, như là Việt Nam, Philippines, Nhật Bản, yeah, hay là Trung Quốc, nhìn rất là đẹp mọi người. The women are beautiful, beautiful, beautiful. Okay. How about me? But that's not where I look. I mean, I am attracted to Asian culture, you understand? Mm-hmm. The history, the culture. I mean, you're talking thousands of years. The United States hasn't even been around for 300 years. Okay. So I appreciate, it's the same as UK or Europe. I appreciate the history and the culture. In America, I don't know. It's just different. Not good, just, and not in a good way. Do you understand? There it's about the people and the culture and the history. Oh my God. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. It's true, you know that. I've told you that. Anh Rob là anh thích cái lịch sử của châu Á. Thì vì anh bảo là có lịch sử ngàn năm mọi người, anh rất là thích.
No more salad. Mm-mm. You have shrimp. No. Now we have this. You want more? No, thank you. How? No, uh-huh. How do you like this or not? Hmm? Oh, okay. Mình và anh Rob ăn hết cái đống salad này luôn mọi người. Wow. A little spicy, but it was good. Nó cay quá. Cay quá mọi người ơi. Uh-huh. It is a little bit spicy. Yep. Mm. Oh my god. Have you ever, any of you ever seen my husband eat so much? Oh my god. That's crazy. Why? Because this is good salad. No, you're not supposed to say that. You made the salad. You're not supposed to say, oh, it's so good, it's so great. Okay. Oh my god, husband, you're so hungry. Mm-hmm. But I don't like the beef. I don't want to eat beef. The beef was good. I don't know why you didn't like the beef. You know I don't like beef in bulk. Mm-hmm. I like seafood. I know. Mm-hmm. You are a boy of the sea. Mm-hmm. Yeah. I know. Oh boy. Okay, we say goodbye. Oh, okay. Can say goodbye? Mm-hmm. Mình ăn hết cái này rồi mình dọn lắm mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình và anh Rob ngày hôm nay nhé. Cảm ơn mọi người đã thưởng thức món salad gỏi đu đủ, gỏi đu đủ nhé mọi người, của mình và anh Rob. Mấy lúc mình như là đã. I hear my name makes me nervous. Mm-hmm. Uh-huh. I never talk bad about you, so don't worry. Uh-huh. Mm-hmm. Xin chào mọi người nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào, bye bye.